Vâng, xin được chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình nhé. Hiện tại mình đang ra vườn thuốc nam. Thì hôm nay mình làm clip này giới thiệu với các bạn về cà tím, món ăn, bài thuốc chữa được rất nhiều bệnh thông thường hiệu quả. Và sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi. Cà tím không chỉ cung cấp nhiều vitamin và dưỡng chất giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ xương và mắt, và nhiều món ăn được chế biến từ loại quả này còn có công dụng phòng và chữa rất nhiều bệnh hiệu quả. Theo các kết quả nghiên cứu, thì cà tím có chứa nhiều loại vitamin và nhiều khoáng tố vi lượng. Các chất này giúp cải thiện cấu trúc xương, bảo vệ đôi mắt sáng khỏe và tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Và sau đây, mình cũng xin giới thiệu với các bạn những cái bài thuốc từ cái quả cà tím. Bài thuốc thứ nhất đó là chữa táo bón. Thì hàng ngày các bạn lấy khoảng từ 100 cho đến 200 gram cà tím và nấu các món ăn đơn giản để ăn cùng cơm. Bài thuốc thứ hai đó là chữa bí tiểu. Thì các bạn dùng 30 gram hạt của cái quả cà tím, sau đó các bạn sắc và rồi uống. Bài thuốc thứ ba đó là chữa đái ra máu. Thì các bạn lấy 200 gram của cái quả cà tím, nhưng mà cái quả này thì các bạn lưu ý là để cả cuống nhé. Và sau đó các bạn sắc uống trong ngày. Cái bài thuốc thứ tư đó là trị tăng huyết áp. Thì các bạn dùng 3 quả cà tím dài và nhân thịt chay là 300 gram, sốt cà chua là 15 ml, dầu vừng 2 thìa, gia vị các bạn nêm vừa đủ. Thì cách chế biến như sau: cà thái dọc và chia làm 2 nửa, bỏ ruột và ngâm với nước muối, và sau đó vớt ra vắt nhẹ cho ráo. Nhồi nhân thịt chay đã trộn với gia vị và dán vàng ở phía cái nhồi nhân, và sau đó xếp vào song. Tiếp đó là xào hành, bột mì và sốt cà chua để om, và sau đó các bạn ăn trong các bữa ăn hàng ngày. Bài thuốc thứ năm đó là chữa trứng bị cục xưng to ở bụng, bệnh sốt rét. Các bạn chuẩn bị đó là 100 cho đến 250 gram của cái quả cà tím, sau đó các bạn nấu chín ăn trong ngày. Và các bạn cần ăn hàng ngày vì cái quả cà tím thì nhờ cái tác dụng của nó là thanh nhiệt và giải độc, nên là rất tốt cho cái việc điều trị bệnh này. Bài thuốc thứ sáu đó là chữa viêm phế quản cấp. Thì khi mà nói đến bệnh lý này thì đang ở giai đoạn cấp tính ý, thì theo phương pháp của Tây y thì điều trị nó sẽ hiệu quả hơn. Nhưng mà cách dùng này cũng là một cách để mình phối hợp để hỗ trợ trong việc điều trị cái bệnh lý viêm phế quản cấp. Để các bạn chuẩn bị đó là cà tím 500 gram, gừng tươi 4 lát, tỏi 3 củ. Và sau đó các bạn cắt dọc dài của cái quả cà tím, và gừng thì thái lát, thì tỏi nghiền trộn với nước tương, dầu, muối, đường, và sau đó các bạn chưng cách thủy. Bài thuốc thứ 7 là chữa viêm gan vàng da. Các bạn dùng quả cà tím thái nhỏ trộn với gạo và nấu thành món cơm cà, và các bạn ăn liên tục trong nhiều ngày. Cà tím, món ăn bài thuốc chữa nhiều bệnh thông thường và rất hiệu quả. Bên cạnh những tác dụng rất tuyệt vời đó, thì các bạn cũng cần phải lưu ý một số cái điều như sau. Đó là cà tím thì có tính hàn, và nếu ăn nhiều sẽ không tốt cho những người đang gặp vấn đề về như là dạ dày, lá lách hay bị hen suyễn. Và những cái người đang mắc cái bệnh thận cũng không nên ăn, vì trong cà tím nó có chứa lượng oxalat rất là cao, và nếu ăn nhiều thì sẽ gây ra vấn đề là sỏi thận. Trên đây là toàn bộ nội dung chia sẻ về cà tím, món ăn và bài thuốc chữa bệnh thông thường hiệu quả. Và thông qua clip này rất hy vọng sẽ giúp ích được cho các bạn rất là nhiều. Nếu thấy clip của tôi hay, ý nghĩa thì vui lòng là like, chia sẻ rộng rãi cho mọi người cùng biết, và không quên đăng ký ủng hộ kênh và để lại comment nội dung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.